Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tổ bóng đá. Kính thưa quý vị, để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á sắp tới thì hiện nay đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang có những trận giao hữu rất bổ ích và đã có rất nhiều cái tên tỏa sáng, và một trong số đó là cái tên đến từ câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Và cùng với đó thì để chuẩn bị cho những giải đấu này thì đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới sẽ có những trận đấu giao hữu rất quan trọng tại Dubai, và đó thì đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta hoàn toàn sẽ có thể gặp đội tuyển U23 Trung Quốc. Cùng với đó là các đội bóng chè đẳng cấp nhất tại châu Á, và điều này khiến cho báo Trung Quốc mếu máo vì sợ lại tiếp tục phải bại trận trước đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là những thông tin chính trong bản tin của Tổ bóng đá ngày hôm nay. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị và bạn, Dụng Quang Nho, một cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Gia Lai đã có lần thứ hai liên tiếp làm tung lưới câu lạc bộ Long An trong trận đấu giao hữu vào chiều 9 tháng 2 vừa qua. Dụng Quang Nho đã ghi bàn thứ 3 trong hai trận đấu giao hữu vừa qua. Ở trận đấu gặp Long An thì cầu thủ đang được câu lạc bộ Hải Phòng mượn đã lập một cú đúp với hai bàn thắng ở trong hiệp 2. Cụ thể là phút thứ 39 thì Dụng Quang Nho đã sút rất xa, rất căng khiến cho thủ môn của đội tuyển Long An đã vô cùng bất ngờ. Và đó là thời điểm mà đội tuyển U23 Việt Nam bế tắc trong việc là tổ chức tấn công theo nhóm, và sự bùng nổ của cầu thủ người Chăm đã mở ra một thế trận tốt hơn dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và cầu thủ sinh năm 2000 còn là tác giả nhân đôi cách biệt ở trong hiệp 2. Cú đệm lòng dứt khoát trong vòng cấm địa đã không cho hàng thủ của đối phương và của đội bóng áo trắng có bất cứ một cái cơ hội nào để sửa chữa sai lầm cả. Và dấu ấn của đội trưởng Dụng Quang Nho là rất lớn. Sau khi đã có hai bàn thắng, câu lạc bộ Long An cũng đã dồn lên để cố gắng tìm kiếm những bàn gỡ hòa, và đó chính là những thời cơ dành cho đội tuyển U23 Việt Nam tập những cái bàn phản công nhanh. Và Dụng Quang Nho đã tiếp tục kiến tạo cho Phạm Văn Hữu băng xuống dứt điểm qua háng thủ môn đối phương, và huấn luyện viên Đinh Thế Nam sau đó thì cũng vẫn chưa hài lòng một cách tối đa nhất với các học trò của mình về cách nhập cuộc, và ông cũng đã liên tục nhắc từ trên khán đài xuống để chỉ đạo các học trò. Và kết thúc hiệp 1 thì ông Nam muốn những cầu thủ phải di chuyển đồng đều ở 1/3 khu vực sân của đối thủ và hướng bóng nhiều hơn lên phía trên. Sau đó câu lạc bộ Long An cũng đã có bàn gỡ hòa với tỷ số 1-3 do công của cầu thủ Đoàn Hải Quân, và lúc này thì huấn luyện viên kiêm cầu thủ Nguyễn Anh Đức cũng đã vào sân, và bàn ấn định tỷ số với tỷ số 4-1 được ghi cho công của tiền vệ Võ Minh Trọng ở cuối hiệp 2. Và bên kia chiến tuyến thì Dụng Quang Nho được huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho thi đấu đến phút 80, và rõ ràng là với những gì mà cậu ấy đã thể hiện thì Dụng Quang Nho đã cho thấy được cái tầm ảnh hưởng của mình trong sơ đồ 4-3-3, và Dụng Quang Nho luôn luôn được xem là một cầu thủ có một lượt nền tảng thể lực cực tốt và thậm chí là tốt nhất so với đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay. Và kết thúc 10 ngày tập huấn tại Bình Dương, U23 Việt Nam như vậy là đã có được 2 chiến thắng với tỷ số 3-0 trước U19 Bình Dương và tỷ số 4-1 trước câu lạc bộ Long An. Và tối ngày 11 tháng 2, U23 Việt Nam sẽ di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để bay đi Phnom Penh tham dự giải U23 Đông Nam Á. Như được biết, U23 Việt Nam cũng đã làm quen với thời tiết và nhiệt độ tương tự như thủ đô của Campuchia, và thầy trò huấn viên Đinh Thế Nam tại bảng C sẽ có đôi cuộc đối đầu với những đối thủ như là Thái Lan và Singapore. Ở đợt đấu đầu tiên thì U23 Việt Nam sẽ xem hai đối thủ này thi đấu trước. Và như được biết thì giải vô địch U23 Đông Nam Á năm 2022 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 2. Và tại địa điểm đó là Campuchia, với sự tham dự của 11 đội bóng và được chia làm 3 bảng đấu khác nhau. Các cuộc đọ sức tại giải đấu năm nay đều được tổ chức trên hai sân vận động, đó là Morodok Techo và Princeton. U23 Việt Nam hiện nay nằm tại bảng C, một bảng đấu mà được coi là bảng tử thần khi mà có sự góp mặt của hai đối thủ khác, đó là Thái Lan và Singapore. Và những cầu thủ chúng ta sẽ có trận ra quân với đội tuyển U23 Singapore vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 2, và sau đó 3 ngày đó là trận đấu với đội tuyển U23 Thái Lan. Trong khi đó thì bảng A gồm có chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei. Thì bảng B có Indonesia, Malaysia, Lào và U23 Myanmar. Và sắp tới thì chúng ta để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á năm 2022, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một cuộc tập huấn, một giải đấu giao hữu rất quan trọng diễn ra tại Dubai, và nơi đây tập hợp rất nhiều những cái tên đẳng cấp nhất tại châu Á. Và báo chí của Trung Quốc mới đây có nhận định rằng đối với bóng đá nam Trung Quốc bây giờ thì bất kể họ có làm gì lúc này thì cũng mặc định là sai thôi. Lý do là vì họ đã mắc một sai phạm không thể tha thứ được, đó chính là thua đội tuyển Việt Nam. Và giải pháp duy nhất đó là phải lấy chiến thắng để che đậy những điều này. Chẳng hạn sắp tới bóng đá nam Trung Quốc sẽ gặp lại Việt Nam. Liệu rằng trong màn tái ngộ thì chúng ta có đòi nợ thành công hay không? Hay biết đâu đấy sẽ lại càng lún sâu vào thất bại và nợ chồng thêm nợ. Và theo nguồn tin của một số phương tiện truyền thông thì đội U23 Trung Quốc được sắp mời tham dự giải đấu Dubai Cup vào tháng 3 cùng với cả U23 Việt Nam,
liệu rằng đội Hubba có làm tốt hơn các đàn anh của mình hay không. Đó là những gì mà tờ Sohu của Trung Quốc có nhận định về thông tin Hubba Trung Quốc và Hubba Việt Nam sắp sửa có cuộc đấu tại giải giao hữu Dubai được tổ chức nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Hubba châu Á năm 2022. Và theo tờ Sohu của Trung Quốc thì đội tuyển U23 Trung Quốc sẽ không được phép thua đội tuyển U23 Việt Nam nếu không muốn chìm sâu vào sự thất vọng. Dubai Cup sẽ có 8 đội tham dự, ngoài Trung Quốc thì Việt Nam còn có cả chủ nhà UE, 4 đội châu Á và một đội châu Âu, đó là Croatia. Và lúc này thì vẫn chưa có thông tin về thế thức thi đấu, thế nhưng nhiều khả năng là các đội sẽ đá loại trực tiếp trong khoảng 1 tuần. Tức là một đội sẽ đá tối đa được 4 trận, vì vậy mà chưa chắc là Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam. Thế nhưng ở một sự kiện tập trung của cả hai đội thì hẳn nhiên là ban tổ chức rất hiểu được sự quan trọng của cuộc đối đầu này. Và nhiều khả năng là ban tổ chức sẽ sắp xếp cho Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau. Nếu gặp U23 Việt Nam tại Dubai Cup thì U23 Trung Quốc sẽ không được phép thua. Và nếu chẳng may nhận một thất bại thì chúng ta sẽ bị đóng vào một cột mốc đầy xấu hổ. Đó là cả đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 của Trung Quốc đều thua đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì trang báo chính nổi tiếng của Trung Quốc lại tỏ ra bi quan khi cho rằng hiện tại thì rất khó để cho đội tuyển U23 Trung Quốc có thể làm nên chuyện trước đội tuyển Việt Nam, chứ chưa nói rằng là có thể đánh bại đội tuyển này. Và trang này có chia sẻ rằng liệu rằng U23 Trung Quốc có thể giành được chiến thắng trước đội tuyển U23 Việt Nam, e rằng là rất khó tin. Trước đó thì U23 Trung Quốc từng thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-2 ở lần gặp nhau gần nhất và trực tiếp khiến cho viên nổi tiếng thế giới khi đó là ông Good Reading đã bị sa thải. Và bây giờ thì lứa U23 này còn yếu hơn khi đó với đa phần là những cầu thủ vô danh và không được ra sân chơi ở nhiều ở giải vô địch quốc gia. Và nếu chúng ta nghĩ một đội như vậy có được kết quả tốt, e rằng là hơi khó. Và sau thất bại với tỷ số 1-3 của đội tuyển quốc gia trước Việt Nam, nhiều người cho rằng đó chỉ là bước khởi đầu cho sự sa sút của bóng đá nam Trung Quốc bởi các lứa này càng ngày càng yếu đi mà thôi. Đó là những gì mà tờ Sohu có kết luận trong sự thất vọng. Và quả thực thì dường như hiện nay đang chạm đáy về sự thất vọng của đội tuyển Trung Quốc và các cổ động viên Trung Quốc với một thất bại trước đội tuyển Việt Nam vào đúng cái mùng Tết, thì đó thực sự là một nỗi đau có lẽ rằng cũng rất khó để cho Trung Quốc có thể gỡ gạc được. Thậm chí họ còn lo sợ rằng là ban tổ chức của giải cúp giao hữu sắp tới tại Dubai sẽ cố tình sắp xếp để cho Trung Quốc gặp đội tuyển Việt Nam, vì điều đó sẽ thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của các cổ động viên, và đặc biệt ở đây đó là cổ động viên của Trung Quốc cũng như Việt Nam. Và họ sợ rằng khi điều đó xảy ra thì đội tuyển Trung Quốc lại thất bại trước đội tuyển Việt Nam thêm một lần nữa, thì đó thực sự là một điều đáng xấu hổ. Nếu thực sự với nhiều đội bóng thì họ rất luôn luôn mong muốn rằng sẽ có được cái cơ hội gặp lại đội tuyển đã từng khiến cho họ phải bài trận để có cơ hội trả thù. Thế nhưng với Trung Quốc thì dường như là điều đó đối với họ là không phải. Họ mong muốn né tránh, không hề mong muốn có sự đối đầu một chút nào cả. Dường như sự tự tin và cái niềm tin dành cho đội tuyển Trung Quốc, đội tuyển U23 cũng như đội tuyển quốc gia của họ tới lúc này khi mà có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam đã xuống đi cực thấp rồi. Và quý vị và bạn nhận xét như thế nào về cái giải đấu năm nay của đội tuyển U23 Việt Nam với một giải đấu giao hữu tại Dubai với rất rất nhiều những cái đối thủ có thể nói rằng là cấp nhất tại châu Á hiện nay hội tụ? Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuổi Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá.